được thiên nhiên ưu đãi, Ninh Thuận là một trong số ít tỉnh của cả nước sở hữu hai vườn quốc gia là Phước Bình và Núi Chúa. Trong thời gian không gian của núi rừng Đại Ngàn thì có rất nhiều điều bí ẩn mà đến nay con người vẫn chưa thể khai phá hết. Bởi ngay cả những ngọn thác kỳ vĩ vốn đã tồn tại và nằm cách các khu vực dân cư không quá xa, thế nhưng đến nay thì cũng mới được phát hiện. Và mới đây thì với việc phát hiện ra thác Cha Pót ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái như là mở ra một tiềm năng mới về du lịch sinh thái đối với vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận. Theo chân người dân địa phương, từ trung tâm xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, vượt qua một con sông bằng chiếc bè tạm, men theo con suối mất khoảng 30 phút đi bộ, chúng tôi đã đến được ngọn thác Cha Pót. Đổ từ độ cao khoảng 70 mét, tung ra những dòng nước trắng xóa xuống một hồ trong xanh như ngọc bích. Thác Cha Pót được người dân địa phương ví như một cô tiên, có mái tóc dài, hàng ngày tỏa ra màn sương phủ mát lạnh cho cả một vùng. Cảnh của nó rất là đẹp và thoáng mát. Do vậy đó thì nói chung anh em tập trung tuyên truyền vận động bà con không nên thác cầu gì phá rừng. Làm sao để nó mát mẻ, để mà cái tương lai sau này là họ về họ cảm thấy là cái mình công tác quản lý bảo vệ rừng tốt, làm sao để mà đảm bảo giữ vững cái nguồn nước. Ở đây còn có hệ thống hồ treo trên núi Marai với nguồn nước dồi dào đã sinh ra những ngọn thác kỳ vĩ. Riêng ở huyện Bắc Ái, người dân đã phát hiện gần 10 ngọn thác lớn nhỏ. Trong đó, hệ thống thác đẹp nhất là Cha Pơ ở xã Phước Tân và Cha Pót ở xã Phước Bình. Rời thác Cha Pót, men theo con đường mòn xuyên qua rừng Lồ Ô, mất khoảng 15 phút, sẽ nhìn thấy tảng đá lớn có dấu tích của chân các loài thú rừng khắc sâu. Người dân địa phương cho rằng đây là dấu chân của trâu rừng, bò tót, hoãng đỏ, nai. Điều này cho thấy rừng ở đây không chỉ có các ngọn thác kỳ vĩ mà còn chứa những điều bí ẩn của thiên nhiên đến nay vẫn chưa được khám phá. Ông nội hồi xưa kể để lại, đây là đá chân trâu. Còn đây cũng là một cái lịch sử chính từ cái thời mà thời đuối đá, thời xưa kia, lúc mà cái thời mà xin đất xanh trời. Đây cũng là một cái ấn tượng rất là thuyết phục trong cái cuộc sống của con người. Ninh Thuận không chỉ có những dàn nho chín quanh năm, những bãi biển đẹp thơ mộng, mà bên trong vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Đại Ngàn còn chứa đựng những truyền thuyết dân gian về lịch sử hình thành các dòng thác kỳ vĩ, đang tạo nên sức hấp dẫn mới cho du khách về với vùng đất Ninh Thuận.